không đi nhiều, mà chính bản thân mình tuổi nhỏ hơn, điều kiện hơn, Chúa dẫn dắt trong hoàn cảnh, trong chức vụ Chúa cho đi xa đi đây đó, nhưng mà biết là mình có được điều đó là từ cái tình thương chăm sóc và gương sáng của người cha của mẹ trong gia đình. Để hơi lan man nhưng mà tôi chia sẻ như vậy bởi vì cuộc sống gia đình của mỗi người chúng ta thấy là 90 mấy% là sống trong gia đình, chứ đâu có ai đi sống bậc vợ chồng, sống trong bậc tu trì đâu. Và chúng ta biết cái đau khổ thật giá, cái nhức nhối, cái lo âu, cái gì đi nữa, nó đều xung quanh đời sống gia đình đó. Vợ chồng với nhau, cha mẹ với con cái, anh chị em, họ hàng, dâu rể, bao nhiêu thứ nó xung quanh đời sống một vụ gia đình. Nên tôi có dịp chia sẻ với cha trong nhà dòng đó, một vụ mà nhức nhối mà làm đau lòng và lo âu, và cái của ngày hôm nay là lo cho gia đình và lo cho giới trẻ. Trở lại cái bài đọc chúng ta lắng nghe, bác ái kiên tâm nhân hậu, tôi đọc tiếp để mỗi người chúng ta, anh chị em suy gẫm điểm gì mà làm cho mình còn phải cảm thấy nhức nhối, mình đang dằn vặt để mình đang lo, đang phải vật lộn để mình sống đời sống bác ái, diễn tả đời sống bác ái đó cho người xung quanh cụ thể với mình. Bác ái không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công. Xin cho phép cho tôi dừng lại đây để chia sẻ điểm này. Đối với tôi, chia sẻ điểm này, mỗi lúc chúng ta có những điểm khác nhau để chúng ta có thể thấy, để lại ấn tượng suy gẫm cho mỗi người chúng ta. Bác ái không cho phép chúng ta vui mừng trước bất công. Bất công đây chúng ta không có thể đơn giản gì giới hạn ở trong vấn đề tiền bạc, tài chánh, nhưng mà nó mở rộng cho tất cả. Bất công về phương diện tình cảm, về phương diện tâm lý, về thanh danh của người khác. Chúng ta biết bất công là một điều gì đó nó không phải, thay vì nó là phải vậy mà chúng ta đã xuyên tạc, để chúng ta đã đi qua lối khác gây nên sự bất công. Bất công về tiền bạc, có thể gian dối về tiền bạc, về tài chánh, về cái gì đấy, nói chung là về tiền, về tiền bạc. Nhưng mà có một những cái thứ bất công khác mà chúng ta thấy không chỉ là xảy ra Việt Nam ở đây đó, mà xảy ra trong gia đình, xảy ra Việt Nam. Tôi thấy đó, những con người dùng tiền, dùng quyền, dùng thế của mình để mà đến lấy đất, cướp đất và tự động tuyên bố mọi sự do nhà nước quản lý. Một sự bất công khi mà có thể xuyên tạc những việc làm của các linh mục, các tu sĩ, của giáo dân để mà khủng bố tinh thần của họ, để mà kết án họ, quy chụp họ và đạt được cái mục đích của mình là lấy đi những tài sản của họ do mồ hôi nước mắt, do biết bao nhiêu tổ tiên, cha mẹ và công khó của họ đã gây dựng nên. Có khi là của một số giáo dân, có khi là của đoàn thể, của tôn giáo. Chúng ta biết trong đó có Công giáo và như là Phật giáo và anh chị em Hòa Hảo nữa. Bất công do ích kỷ, do tội lỗi, do sự xấu, do một sự hẹp hòi, do một sự đam mê và tham lam. Nhưng mà có những bất công chúng ta thấy do những cái đời sống chúng ta thiếu trách nhiệm với nhau. Trách nhiệm trong gia đình là người chồng, là người vợ, là người cha, là người mẹ. Nhiều khi mình tính toán theo lối của mình, mình hẹp hòi, mình nghĩ đến cái chương trình và lối sống của mình, và đôi khi mình có những cái sự ứng xử bất công cho người chồng, cho người vợ, cho con cái của mình. Bất công nhiều khi mình không để ý đến bổn phận giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau và nâng đỡ nhau trong trách nhiệm làm con cái với nhau đối với cha mẹ của mình và anh chị em với nhau. Bất công có thể về tâm lý, làm sao mình lại đi dành những cái sự giờ giấc của mình, làm sao mình lại đi dành cái sự quan tâm chú ý của mình cho một ai đó xa lạ, mà trong khi đó người thân của mình cụ thể là chồng, là vợ, là cha mẹ, là con cái, mà mình không lại dành những cái tình cảm, những sự quan tâm, những sự chăm sóc cụ thể. Đó là một sự thiếu sót về trách nhiệm, không chu toàn bổn phận của mình, và cũng là một sự bất công dành cho vợ, dành cho chồng. Bởi vì mình đã không làm tròn, không làm đúng, không làm theo cái lẽ phải,
mà mình đã thề, đã hứa và mình đã muốn chu toàn. Phải không nào? Bất công chỉ trong tiền bạc mà có cả tình cảm, tâm lý, và bất công trong sự thanh danh. Đôi khi mình dùng cách thức, những cái lối của mình, những cái chiêu của mình để mà cho một ai đó bị hạ đạp, để mà cho một ai đó bị hiểu lầm, hiểu sai, cho một ai đó bị gạt ra, không được người này kia quý trọng. Không thể vui mừng trước bất công. Nếu mà chúng ta biết, chúng ta phải cố gắng sửa. Chúng ta phải cố gắng sửa. Không thể nào mà có được một hạnh phúc cho chính bản thân mình, cho gia đình, cho cộng đoàn của mình nếu mà có sự bất công. Cái đó là cái nguyên tắc Chúa đặt ra trong cái cuộc sống của mình. Không thể nào mà có được hạnh phúc cho mình, cho cộng đoàn, cho gia đình nếu mà có sự bất công. Bất công nó sẽ luôn luôn tạo nên sự rạn nứt và xung đột và sự giằng co và sự khổ tâm và đau khổ. Nó phải sửa, sửa từ cõi lòng của mình. Không nói đi nói những chuyện đâu xa, chuyện này chuyện kia bất công có đó. Chúng ta không từ khước, chúng ta không phải chạy trốn, nhưng mà hãy xét lại mình. Cuộc sửa đổi đầu tiên ở nơi cõi lòng của mình. Liệu tôi có cái ứng xử, cái thái độ sống, cách làm việc, lời nói có sự bất công đối với ai đó hay không? Không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả. Thưa quý bà và anh chị em, tôi không thể chia sẻ hết được. Tôi đọc lên, có thể điều tôi chia sẻ một điểm này, nhiều khi nó không đánh động với bà anh chị em. Nhiều khi một câu nào đó tôi đọc ra đây, nhiều khi là đánh động với bà anh chị em. Đó là do ơn của Chúa Thánh Thần. Đó là lời mời gọi của Chúa Thánh Thần muốn tác động trên quý bà và anh chị em, để mà mình xét, để mà mình thấy đâu là điểm mình cần phải đang giằng co, mình đang vật lộn, mình chiến đấu, mình phải cố gắng để sống đời sống bác ái. Và có như vậy thì mình mới có được cái hạnh phúc đích thực, mà hạnh phúc sâu thẳm được, mà hạnh phúc đến từ Chúa rồi. Còn những thứ lãng mạn, những cảm xúc nó cần thiết, nó quý cho đời sống là gia đình, là vợ chồng với nhau, nhưng mà không bảo đảm được hết, không có thể gìn giữ, không trở nên keo sơn trước biết bao nhiêu cái thử thách cám dỗ, trước biết bao nhiêu cái sóng gió của một cái thế giới tục hóa, vật chất và ích kỷ, của một thế giới mà muốn quên lãng và muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra bên ngoài. Mà chúng ta biết, nếu mà chúng ta lắng nghe cái tiếng nói của thế giới đó và chúng ta sống theo những tiêu chuẩn của thế giới đó, thì nạn nhân trước tiên là chính mình, đau khổ trước tiên là chính mình, và nạn nhân của cái lối sống và cái tư tưởng của thế gian đó, tiêu chuẩn và những cái lôi kéo của ma quỷ đó, thì mình sẽ làm cho mình, làm cho gia đình của mình, người xung quanh mình trở thành nạn nhân, trở thành đau khổ và sự khổ tâm, và sự đau khổ khổ tâm đó không phải là sự đau khổ khổ tâm chính đáng đến từ việc sống theo lời Chúa, mà sự khổ tâm, sự đau khổ đó đến từ việc mình khước từ sống theo lời Chúa, mình để cho thế giới và những cái ma lực của nó làm chủ mình, chứ không phải là Thiên Chúa, chứ không phải là Chúa Kitô. Đó là bài điểm tôi chia sẻ với bà và anh chị em. Chúng ta cầu nguyện cho giáo hội chúng ta, cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho mỗi một người chúng ta. Xin ơn Chúa gìn giữ chở che mỗi người chúng ta trong sự thành tâm, trong sự cố gắng, và nài xin Chúa. Chúa sẵn sàng ban ơn. Điều quan trọng là chúng ta nài xin trong sự khiêm nhường phó thác và mở cửa lòng ra để Ngài làm chủ cuộc đời mỗi người chúng ta, làm chủ gia đình chúng ta. Amen. Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa một chuỗi kinh lòng Chúa thương xót, để xin Chúa thương xót tha thứ những lỗi lầm chúng ta đã xúc phạm đến Chúa và tha nhân, và cầu nguyện xin ơn Chúa thương xót cho thế giới, cho những người thân, và cho biết bao nhiêu người đã xúc phạm, đã thờ ơ trước tình thương của Chúa, và xin tình thương xót đó mang lại sự chữa lành hồn xác cho mỗi người chúng ta, mang lại sự chữa lành mà chúng ta luôn luôn cần đến, để nên đỡ, để khuyến khích chúng ta trong đời sống làm con cái của Chúa, trong đời sống là người Kitô hữu, trong đời sống trách nhiệm cụ thể là người chồng, là người chồng, là người vợ, là người cha mẹ, là người con cái, là anh chị em đối với nhau. Amen. Salve Regina, Madre Misericordiae.